Thanh Liêm chào cả nhà nha. Hôm nay Thanh Liêm quay trở lại Đồng Tháp với cô bác anh chị em để mà thăm lại cái hoàn cảnh của tèo Sumo. Thì cách đây cũng khoảng nửa tháng Thanh Liêm có qua đây cũng để mà chia sẻ về cuộc sống của tèo Sumo. Thì Thanh Liêm cũng mới vừa đến đây nè. Đó. Thì thấy tèo đang ngồi ở đây nè. Thì hàng ngày là tèo đến chùa để quá duyên rồi tới chiều tèo mới về. Bây giờ Thanh Liêm sẽ đi vào bên trong để nói chuyện cùng với tèo. Mời cô bác anh chị em cùng theo dõi nha. Trên đường đi có mua chút xíu bánh trái cho tèo. Ui hả, tèo sumo á đúng không? Đúng tèo sumo không phải tèo sumo không? Tôi sumo bằng nhau phải tèo sumo không? Phải ơi, đúng không? Đúng phải không? Trời ơi, sao bữa nay chân cẳng bên mẩy gì dữ vậy nè? Cũng có tắm anh ơi, tắm có tắm không? Có tắm rồi sao rồi? Dơ quá vậy? Không có sao anh, còn áo dài nhiều lắm. Tại sao mà dơ quá vậy tèo sumo? Không có sao. Không có sao sao được? Bữa nay mình mẩy quá trời luôn rồi. Đi mà đất à, anh ơi. Đi đường nào? Đường mà đất. Đi đường mà đất đi đâu? Đi đường mà đất làm cái gì? Em đi xin tiền. Đi xin tiền hả? À, sáng giờ tèo sumo xin được nhiêu rồi? Xin ăn cơm mà cà phê không có hết rồi. Xin cơm muốn phê hết thuốc hết hả? À. Lãnh lương chưa? Chưa tới lương hả? 20 mới được, nay mới làm mà. 15 mới được, nửa tháng nữa rồi. Nửa tháng nữa mới có lương ha. Rồi lãnh lương ra mình làm gì nè? Ăn xài hết luôn ha. Trời ơi, ăn dữ vậy. Sao không dịch? 500 xài được 3 ngày, 2 ngày. Trời ơi, dữ vậy. 40 ngàn bây giờ cho sơ ăn. Có nuôi gái không? Không. Chứ sao mà 500 mà xài có 2-3 ngày? Không được anh ơi. Sao vậy? Gái giờ cũng không cần. Sợ gái dữ lắm hả? Không phải mà sao đâu mà có 500 mà xài có 2-3 ngày dữ vậy? Gái bắt cầu xu rồi con. Mà em hỏi anh nè, thật 500 mà xài có 2-3 ngày xài cái gì nhanh dữ vậy? Cà phê thuốc, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều. Cơm ngày mấy dĩa nó lại nghe coi. Sáng tô, chiều tô, trưa tô. Một ngày ăn 3 tô. Một tô bao nhiêu tiền? Một tô có 20 ngàn. Có 30 ngàn. Ừ. Nãy giờ thấy có người bạn anh đó là sao vậy với anh Tèo vậy? Anh đó cũng như tôi, không vợ con là già. Cũng đi sinh cho tôi. Cũng đi sinh như anh vậy ha. Ừ. Thì bữa nay qua không có gì chơi người về cái bánh về trái cây ha. Trái cây. Chia cho anh em ăn đi. Mời ra chia ra. Tôi cho tiền nữa. Chút xíu cho. Bây giờ chia bánh cho bạn đi, mời bạn ra. Mời ra bánh đi. Ơi. Ừ. Mời bạn ra coi. Đợi thôi cha không đi không. Hả? Cho luôn. Đây phải không thuốc rồi, ra lấy hút rồi cho. Mời bạn ra chơi. Không vô ra, không vô ra. Sao vậy? Không kêu được. Sao không vô trong được hả? Không kêu được. Sao vậy? Anh nói chuyện với tôi thôi, không kêu bạn ra. Lý do sao vậy? Không kêu. Kê. Kê. Chia bánh ăn kìa. Sao vậy? Khuẩy tay là không có ăn. Lý do? Người không có ăn được. Kỳ vậy? Anh đưa tiền thì lấy, được là trái chay bánh. Ủa mày sao kỳ vậy? Ra đây ngồi nói chơi cho nó chuyện chút đi nè, đi. Chút cho tiền. Không, rồi. Không chịu luôn. Người đó khó, không hành. Đây nè. Người đó không phải như tôi, anh nói chuyện với tôi được. Người đó không phải như tôi. Gì kỳ vậy? Người đó không phải như tôi. Trời ơi. Trái chay bánh anh đưa tiền lấy liền. Đưa tiền lấy liền mà nói chuyện thì không chịu. Ôi ơi, rồi bây giờ muốn biết làm sao, nhiều khi người ta muốn, người ta thương, người ta thấy, người ta muốn giúp, mà kiểu này làm sao người ta nhìn, người ta thấy, người ta giúp được. Người đó không phải như tôi, anh không có nói gì đâu với tôi, đừng nói với nó. Vậy hả? Người rồi bây giờ giả tỷ, bây giờ em nói lại với anh Tèo không phải truyền đạt phải không? Rồi bây giờ em nói nè, anh Tèo ra mời, ông vô ngồi chơi, khỏi cần nói. Anh kêu rồi đó, anh kêu không có lợi. Em kêu là không được, tại anh nói anh Tèo giờ muốn nói gì nói với tôi gặp tôi nói với nó. Sao kỳ vậy? Là anh không có lợi rồi mà kêu gì nữa. Sao vậy? Là anh không lợi kêu gì nữa. Tìm cách thuyết phục coi. Thôi. Rồi đi chổng rồi. Đó, nó đi kìa. Nó đi đó. Đi kìa. Thôi. Bạn bao nhiêu năm của anh Tèo rồi? Từ nhà tôi ra bệnh viện 20 năm nay, 20 năm nay. Cũng là thấy con trường quay vô mày. Từ mùa dịch tới giờ, sắp tới giờ rồi. Tắm chưa? Tắm rồi, sáng rồi. Tắm sáng rồi hả? Ừ. Hèn chi bữa nay thấy mặt mày đỡ hơn trước nè, bữa qua nhớ em không? Nhớ rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Bữa hôm qua quá thê cái mặt này. Bữa nay sạch sẽ hả? Bữa nay sạch sẽ, đẹp trai, có vợ được nè.
không. Đừng lỗi gì. Sao vậy? Thì tôi nói buổi đó anh không nghe sao? Nói sao nó quên rồi. Vụ là vợ là đưa bệnh viện. Vô cấp cứu tôi sống gì nữa mà đòi vợ. Đừng lên đòi vợ, tôi không cần đòi vợ. Không cần đòi vợ hả? Khi tôi có tiền mấy nhỏ đó chạy khỏi tôi khỏi cần đòi vợ. Gì hả? Khi có tiền tới em liền, không tiền đâu tới. Không tiền là không tới phải không? Có tiền là tới bên liền phải không? Bài tới liền khỏi cần đòi vợ, mấy trăm triệu gì. Chúng 300 ngàn mà bài nữa rồi. Ok, tôi sẵn chịu em liền, hãm biết em liền. Ừ. Tôi sẵn chịu thì thôi. Rồi chậu. 300 ngàn hẳn sẵn chịu nữa làm đại rồi thôi. Chỉ 300 ngàn. 300 ngàn. Như mấy thằng cưa chợ chứ. Mà hỏi thiệt này có không? Có bao giờ đi không? Có bao giờ lấy 300 ngàn đi không? Còn cả trăm nữa đó. Trời ơi. Làm cả trăm nữa. Trời ơi, giữ thằng gì đó. Ừ, quá trời luôn nội ơi, tèo quá dữ rồi. Ừ, lắm. Quá trời luôn, bàn chân luôn kìa. Biết sao liền không? Sao? Giờ mà chủ lấy khẩu điện để cái kia chạy vô cơ mà. Quá dữ. Chủ lấy khẩu điện bây giờ là mẹ ta. Mà bây giờ còn không? Còn không? Nhiều quá nó còn. Trời ơi, thôi đi, bỏ đi, đừng có ma vũ đó nha. Bỏ đi. Mày không bỏ thôi, không có đâu vợ, chứ tôi không vợ sao? Không cần vợ ha. Không cần vợ. Tôi không vợ, thằng có vợ đó. Mình không có vợ, mình sống cuộc sống nó vui tươi hơn ha. Thằng có vợ, lâu lâu chừng được cái, một thằng không vợ, không được nhiều cái hoài. Thôi. Không vợ cho nó khỏe phải không? Không vợ là ngon hơn. Đầu chi vô gì cứu, vô chúng ta làm thêm cái bỏ còn lâu sống rồi. Thằng không có vợ, anh không có lời vợ gì hết. Thằng không vợ chứ ngon hơn thằng có vợ. Vậy ha. Đâu chứ thằng. Ừ. Không có vợ. Đâu đâu bữa nay đi thử cái tướng rồi coi thử rồi đi thử một vòng coi rồi. Không đi. Có đi. Đó đi. Không nói vậy nữa ha. Rồi đi coi. Tèo 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 tèo. Coi kìa đó, tèo sumo đi nè quý vị. Đó. Rồi quẹo vô đi, quẹo vô. Ui ơi. Quá thế. Quá thế rồi. Bữa nay có căng ký thử nữa không? Được rồi, ngồi đi được rồi. Ôi ơi, đi trời ơi. Bây giờ anh ngồi dưới đất, anh ngồi dậy bình thường được không? Được. Đâu anh ngồi sao đâu, anh ngồi bẹp dưới đất, anh đứng dậy thử được rồi. Ừ. Rồi ngồi đây. Rồi coi. Đứng lên cho đẹp liền. Rồi đó. Rồi ngồi sao đâu. Rồi đứng dậy sao đâu. Ủa đứng vậy hả? Sao đơn giản vậy? Ôi ơi, ngồi chơi đi, chúc cho tiền, ngồi chơi đi. Chúc cho tiền công. Ôi ơi, cái ông kia đâu rồi? Đừng kêu nó nữa. Không phải, kêu ra chút xíu cho ổng vài chục, anh vài chục. Để tôi, anh cho đi, tôi chia lại cho anh, đừng kêu nó nữa. Là em gửi là anh Tèo chia cho cả hai luôn ha. Phải rồi. Tình thương mà chia nhau trong cuộc sống vậy nó tốt ha. Rồi bữa nay có hát bài nào tặng không? Không được hát nữa. Sao vậy? Vì nơi thật chùa không có hát, không phải ở nhà đâu. Ở nhà mới hát được phải không? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật ha. Ê mà quên nữa nè. Quên nè. Không phải, nghe nè. Mà mình đi vô chùa như vậy mình có thuộc chú hay là kinh gì không? Thuộc chú là dưới to sen vàng con lại quỳ Quan Thế Âm Bồ Tát Mô Phật Mô Phật Mô Phật. Có nhiêu à? Ừ. Chú Đại Bi được thuộc không? Không. Kinh được thầy không? Chỉ có nhiều đó. Có nhiều đó là hả? Vậy là biết là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là đúng hả? Dưới to sen vàng con lại quỳ Bồ Tát Quan Âm. Quá giỏi, 10 điểm. Rồi sáng giờ ăn cơm mặn, ăn cơm chay? Sáng thì ăn cơm mặn, trưa cơm mặn, chiều cũng không phải là ăn cơm mặn luôn. Vậy là ăn đồ mặn hết? Ăn đồ mặn và đồ lạc, qua năm tháng. Chỉ chứ là gầm lận tương. Gầm lận tương, bữa nay 30 nè. Nay không phải 30. Chứ một mấy? Nay không phải gầm. Vì chưa tới gần tháng 7 đồng tương. Ăn gì lận tương rồi, bây giờ tôi gặp lận 7 tháng 10. Rồi phía dưới mấy người đại Phật làm tương. Tết làm mặn. Ngày không làm khác làm mặn hết. Ăn mặn hết. Chỉ vì gặp tháng 7 như là ăn tương. Quá dữ. Ngày Phật bấy tương. Ừ. Tương sáng. Chiều nhất mặn rồi. Đông cũng không làm tới chiều. Tới sáng tới chiều là Phật. Tới chiều đã mặn là gì sao? Chiều là ăn mặn đấy ha. Đúng.
Rồi đôi dép này của ai vậy? Dép mua cho một sinh. Của anh đó hả? Mua là xin tiền mua đó. Vừa không? Vừa vừa. Sao thấy nó hôi nhỏ dưới chân anh đó? Không anh Tèo. Phải nhỏ. Dép về vừa. Trời ơi anh Tèo, anh đi cái bàn chân giống thật như xương bình tại luôn coi kìa. Đổi chai luôn. Tại vì không có sao, quen rồi. Quen à? Ừ. Nóng không? Đi ra đường nóng dữ không? Không có nóng, có dép mà nóng gì. À. Không bữa em chở anh về là anh đi chứ không mà. Thì không có sao. Đi cũng đặt trên bàn cho họ đâu có sao. Đi quen rồi ha. Quen. Quá trời ơi, quá trời quá đất luôn. Không sao. Không sao hết trơn ha. Đang lẹ, tôi dắt chờ tôi coi xôi. Tôi nói anh tôi đang lẹ tôi coi xôi già. Có xôi luôn. Có già rồi. Có con gái không? Bốn mấy năm mươi tuổi rồi nó còn quá vui anh. Bây giờ thời hai mấy ba mươi rồi có gái rút được không? Chúng em qua là con thợ, qua em qua hồi hồi bốn mấy năm mươi rồi đang là có xui. Ý em hỏi lúc trước tới giờ anh Tèo có vợ chưa? Không có. Không có luôn rồi là sao làm xui được? Tại vì người nhà phản bội em, anh là cha mẹ em là phản bội em, là chồng họ em phản bội em, còn như chúng cả cứ điều hết trơn, chỉ có em là chúng phản bội đó, là dòng họ bên cha mẹ em sống đó là phản bội em đó giờ đó. Là không có cưới vợ cho em luôn ha? À, không cưới luôn, mà có để đây đó, chứ không cưới không lo gì hết. Nên em ra tay tiêu diệt hết tụi nó, dùng bùa phép gì hết tụi nó. Trời ơi, biết bùa phép luôn. Ông ba chết, người này nghĩ chết, chết lắm đó. Ừ. Đúng má, lại phá bộ, thích liệu rồi sao? Ừ. Anh nhớ cầu thơm trăm người xưa không? Ừ. Chúng không quan cũng chết hết. Ừ. Không chỉ là bắt tôi hoài, khiến cầu thơm sự trễ cả trăm người. Chúng bị tai nạn không ta làm luôn chân đó. Vì chúng nó bay nó ăn bốn phút rồi. Ôi, thôi. Vô xe chắc chắn rồi. Thôi đừng nói nữa.